những cuộc phiêu lưu tình ái của bà cố vấn tổng thống sau khi anh trai Ngô Đình Diệm trở thành tổng thống, thì cậu ấm Ngô Đình Nhu ngày nào được lên chức cố vấn tổng thống và Trần Lệ Xuân lúc ấy nghiễm nhiên trở thành đệ nhất phu nhân bởi Ngô Đình Diệm không có vợ. Trong khi đời sống tình dục của Trần Lệ Xuân lúc nào cũng nóng bỏng như ngọn núi lửa, thì Ngô Đình Nhu gần như bất lực, không màng đến chuyện chăn gối. Sau khi lấy Nhu, Trần Lệ Xuân vẫn gian díu với nhiều người thuộc giai cấp thượng lưu như tướng tá trong quân đội và nghệ sĩ, cố vấn Mỹ trong số đó. Cô nàng đa tình này có tình cảm đặc biệt và lén lút tư tình với tướng Trần Văn Đôn. Mặc dù cả hai rất kính kẻ, nhưng cây kim trong bọc lâu ngày cùng lòi ra. Chuyện lễ xung ngoại tình rốt cuộc cũng đến tai nhu, ông chồng tội nghiệp liên tục bị cấm sừng. Du giận đỏ mặt, lập tức thuyên chuyển Trần Văn Đôn ra Huế. Ông cố vấn tổng thống muốn nhờ tay ông em, cố vấn miền Trung, Ngô Đình cẩn giám sát, và ngăn chặn ông tướng võ biền tiếp tục ái ân vụn trộn với phận mình. Trần Lệ Xuân thầm hiểu, chồng muốn đưa nhân tình vào vòng phong tỏa của Ngô Đình Cẩn, người mà từ lâu có ác cảm với mình, không thể làm gì khác, bà cố vấn tổng thống ngốc hận, cam chịu kế ly gián của chồng, tuy nhiên, nàng vẫn hẹn gặp tình nhân một lần trước lúc chia tay. Lưu luyến người tình, Trần Văn Đôn lập tức đồng ý, trước đó, Lệ Xuân đã kịp trang trí lại gian phòng ngủ của biệt điện, cụ Hoàng Bảo Đại ở Đà Lạt. Xuân đến Đà Lạt trước bằng máy bay, rồi tướng Đôn sẽ đến chỗ hẹn bằng ô tô riêng ngày hôm sau. Đúng 10 giờ đêm, Đôn ngồi trên xe vượt cửa biệt điện, rồi chạy vòng quanh trên con đường rải sỏi, và dừng lại trước thềm. Lệ Xuân từ trong chạy ra, tay bắt mặt mừng, rồi cả hai cùng dìu nhau vào bên trong. Đang lúc cả hai quấn vào nhau như cặp rắn hổ mang, thì bên ngoài một chiếc xe hơi gắn bảng đỏ hai sao lao nhanh qua cửa biệt điện chiếc xe hung dữ hút tung cả barrier chắn cổng người lính gác không kịp trở tay thì chiếc ô tô đã phóng đến tận thềm một thiếu phụ ăn vận sang trọng nhanh chóng mở cửa xe bước xuống tay người này xách một chiếc ví lớn đi thẳng vào bên trong mấy phút sau người lính gác cổng bỗng nghe tiếng súng nổ chát chúa rồi thấy thiếu phụ khi nãy tay cầm súng lục hất hải chạy ra cô ta thúc giục tài xế cho xe lao đi người lính gác vội chạy vào bên trong đến cửa phòng ngủ thì thấy một cảnh tượng bất ngờ. Bà cố vấn tổng thống gần như lõa lồ, một tay ôm vai bê bết máu. Trong khi đó, tướng đôn thì mặt mày tái mét, đầu tóc rối bù, đang gọi bác sĩ. Vừa thấy người lính gác, Trần Văn Đôn càng dặn. Mày có nghe thấy cũng không được nói lại với ai, bất cứ ai hỏi cũng phải trả lời là không biết gì hết. Phải tuyệt đối giữ bí mật, đây là mệnh lệnh. Vừa lúc đó, xe cứu thương cũng vừa đến trần lệ xuân vừa đau đớn vì vết thương vừa tức giận vì bị phá ngang cuộc hoang lạc sau này để giải thích cho vết thương trên tay người tình trước mặt các bác sĩ quân y trần văn đôn nói rằng bà cố vấn cửa ngựa tập bắn súng bị tai nạn bác sĩ khám rất kỹ rồi kết luận vết thương không nguy hiểm đến tính mạng tuy nhiên do đạn bị kẹt ở xương vai phải mổ lấy ra cần có một nhà giải phẫu giỏi chuyên môn để tránh để lại sẹo cho phương dân lệ xuân Lập tòa án gia đình để xử chị dâu, tai nạn bất ngờ của Trần Lệ Xuân được thông báo ngay về văn phòng cố vấn chính trị phủ tổng thống, Thoạt tiên, Du gỡ vợ mình bị rủi ro trong lúc tập bắn. Vì từ ngày phát động phong trào, phụ nữ bán quân sự, Lệ Xuân thường xuyên tập bắn súng, cưỡi ngựa cùng cô con gái đầu lòng. Ngô Đình Lệ Thủy, Du lập tức ra lệnh đưa ngay một máy bay đặc biệt lên Đà Lạt, chở vợ bay thẳng sang Manila, đến một bệnh viện hiện đại của Mỹ để cứu chữa. Ngay hôm sung đáp máy bay đi Manila, thì du được thuộc hạ mật báo đầy đủ về chuyện Trần Lệ Xuân bị vợ của tướng đông bắn vì ghen, như choáng váng như bị cái tác đau điến. Một người có đầy mưu mô, trăm phương ngàn kế như du không hề nao núng trước mọi khó khăn thử thách trên chính trường, nhưng đành phải bó tay bất lực với người vợ liên tục ngoại tình, hết lần này sang lần khác. Chính vì chuyện này mà du vù đầu vào công việc, chìm đau khổ, và mở nhục vào khói thốt phiện trong lúc nhu cố tình giả điếc không có phản ứng gì sau vụ lệ xuân bị đánh ghen ở đà lạt thì người em lãnh chúa miền trung từ huế tức tốc bay vào sài gòn cẩn đòi triệu tập hội nghị gia đình để từ bỏ người chị dâu dâm loạn đã làm ô danh dòng họ ngô lúc ấy diệm cũng vừa ở mỹ về và người anh cả tổng giám mục ngô đình thục ở vĩnh long cũng được mời lên sài gòn ngô đình cẩn chủ trì phiên tòa xử án vợ ngô đình nhu trước sự im lặng tuyệt vọng của ông chồng bị mọc sừng tại buổi họp gia đình cẩn tuyên bố gia đình họ ngô, không thể để một người đàn bà tác yêu tác quái, bôi trò trát trấu lên mặt tất cả những người trong dòng họ, đường đường là một dòng họ cầm quyền một nước, mà để cho thiên hạ cười vào mặt vì một người đàn bà. Chẳng lẽ còn đức cha, tức Ngô Đình Thục, anh Tổng thống, Ngô Đình Diệm cũng sợ lệ xuân, hay là chị ta có buồn mê, thuốc lú làm cho ai nấy mụ người, mê mệt cả rồi. Các anh không nhớ lúc mới cưới chị Xuân về, anh cả tổng đốc Ngô Đình Khôi xem tướng đã nói. Thứ đàn bà này rồi về sau phá hại cả họ Ngô cho mà coi, giờ nên cơ sự như này, chẳng lẽ chịu thua à? Ngô Đình Cẩn nói. Thấy mọi người không nói gì, lãnh chúa miền Trung tức tối nhổ bả trầu ra nền nhà, rồi nói tiếp, các anh có nghe ở ngoài người ta nói ra sao không? Tụi lực lượng đặc biệt miền Trung báo cáo với tôi rằng, bà cố vẫn muốn làm đệ nhất phu nhân Việt Nam, nên quyến rũ cả anh Tổng thống. Lúc này, Diệm đỏ mặt lên tiếng phủ nhận, và khuyên cẩn không nên nghe lời thiên hạ, ngồi nghe các anh em nói. Du im lặng đứng lên buồn đầu bước đi. Sau hội nghị gia đình, Du viết một bức thư dài cho Trần Lệ Xuân, kể lại những lời lẽ đã bàn bạc của anh em nhà họ Ngô. Du để phần kết luận cho vợ quyết định, lúc này, Lệ Xuân đã được mổ lấy viên đạn ra, và đang chờ vết thương lành lại. Đọc xong bức thư, bà cố vấn tỏ ý muốn đi Pháp một thời gian tỉnh dưỡng cho lại sức và để có thời giờ suy nghĩ. rồi trả lời chồng, từ Manila, lễ xuân đáp máy bay sang Paris, sự vắng mặt của vợ gần một tháng, khiến như phần nào ngôn ngoài chuyện vợ ngoại tình. Rồi một bức thư khá dài từ Pháp được gửi về, với những lời thiết tha ân hận, van xin tha thứ và hứa sẽ không tái phạm, như cảm động bỏ qua tất cả, đánh điện gọi vợ về. Những điều chưa biết về, khúc phim đánh ghen, sau này bà phu nhân của tướng đôn thuộc lại biết ông tướng nhà tôi thế nào, cũng hẹn hò với con mụ ấy trước ngày đi Huế. Tôi đã để ý canh chừng. Rồi tôi thấy ông lấy xe nhà đi, bảo là đi công tác. Tôi đoán ngay là hai người lén lút hẹn hò ở Long Hải, hay Đà Lạt, nên cho người lấy xe bám theo, quả nhiên tôi đoán không sai. Khi tôi tông cửa bước vào, thì hai người đang trần truồng cũng vào nhau như đôi rắn hổ mang. Ngay lập tức, bà phu nhân tướng đồn rút khẩu súng mang theo, chỉ thẳng vào lệ xuân và quát muốn sống thì đứng im. Tướng đâu sợ xảy ra đổ máu, bèn lao đến toàn tước lấy khẩu súng, để cho người tình có dịp thoát thân. Tức giận, vợ tướng đông đưa tay siết cò, súng nổ, lệ xuân ôm lấy một bên vai và gục xuống. Thật tình tôi định nhắm bắn vào chỗ kính, cho mụ ấy bỏ thói lan chạ, với chồng người khác, nhưng tại vì rung tay để mũi súng chết lên phía trên, đạn trúng vào vai. Số mụ ấy còn may lắm, đạn chết xuống tim là coi như mụ ấy đi đời nhà ma nhìn thấy máu tôi hoa cả mắt, rồi bỏ mặt mụ ta cùng ông chồng bội bạc, chạy ra chỗ đậu xe và dục tài xế phóng đi thật nhanh, phu nhân của tướng đông thuộc lại.